phận nghèo mà em nào dám mơ ước chung đôi. Tình yêu đầu đời cũng đành chung dâu nín lặng, đã khiến cho người mình thương cất bước xa rời cố hương. Tách rẽ đôi đường, cả hai ôm mối sầu. Phải chi giờ có con Huệ với thằng Thành thì vui hết. Anh nói vậy là sao? Huệ là ai mà sao anh cứ nhắc hoài vậy? Em không biết đâu, có tụi nó vui lắm á. Nhưng mà bây giờ anh với em phải làm cái chuyện kia rồi. Chuyện kia là chuyện gì? Thì chuyện động phòng, giống như bữa cấp. Nhưng mà bữa đó anh say rượu, làm sao không nhớ gì hết trơn. Làm đi, nha, nhanh lên. À, để anh phụ vợ cởi đồ nha. Dễ nhột hả? Để anh làm nhẹ nhẹ thôi nghe. Giờ đẹp quá, cho anh hôn cái nha. Vậy là mình phải chôn chân ở đây rồi. Tuổi trẻ, tình yêu của mình đành gác lại vì chữ hiếu với cha mẹ. Thôi chấp nhận làm vợ anh luôn. Dạ, cậu sai con đem nước vô đây cho mợ rửa mặt. Xong rồi nói là mợ rửa mặt xong thì ra ăn điểm tâm với bà và cậu. Ồ, chị để đó đi. Dạ. Dạ, cậu có dặn con á, vô đây hỏi mợ là mợ muốn ăn gì, uống gì để cho nhà bếp làm. Bình thường bà với cậu ăn gì, uống gì thì làm y như vậy cho tôi. Dạ, buổi sáng á, bà uống trà nhân sâm, còn cậu thì uống sữa với nước sôi. Vậy thì làm cho tôi ly cam mật ong nha. Dạ mợ, con xin phép. Dạ.
để anh xếp đồ vô tủ cho em. Công nhận nha, đồ của em á toàn là đồ đẹp không à, đẹp hơn đồ của Huệ nhiều. Mà cái nào cái nấy á rờ vô mắt rưỡi à. À vợ, hồi tối á mình chơi vui quá ha, anh muốn tối nay cũng giống vậy nữa. Sao không vô trong nhà chơi với tao? Giờ cậu hai có vợ rồi, tao đâu có vô trong nhà chơi với cậu được nữa. Có vợ thì có vợ, nhưng tao vẫn thích chơi với mày, chơi chung vui hơn. Đâu có được, bây giờ cậu có vợ rồi á thì cậu phải lo cho vợ cậu, vui buồn gì á thì cũng chỉ có vợ cậu thôi. Tôi còn có công chuyện của tôi nữa, tôi mà là không kịp rồi tôi bị ăn đòn á. Thôi cậu đi vô trong nhà đi. Nhưng mà tao muốn mày vô chổng với tao à. Hay là để tao nói má cho mày vô nhà chơi với tao nha. Sao không được, ở trong nhà có vợ cậu mà. Vậy tao ra đây chơi với mày, tao lo cho vợ tao xong hết rồi. Gì? Lo cho vợ là lo cả đời đó cậu. Cậu nói xong là xong làm sao? Thì đến tối tao kêu nó đi ngủ nè, sáng ra tao kêu làm đồ ăn cho nó ăn, xong hết rồi. Bây giờ tao ra đây chơi chứ ở chổng hoài nó bụng chết. Ôi cậu ơi, tôi còn nhiều việc làm lắm, không có quẩn chơi với cậu đâu. Vậy mày kêu Huệ qua chơi với tao đi. Cậu, từ giờ cho đi cậu đừng có nhắc tới Huệ nữa nghe. Mợ mà nghe được mợ buồn á. Sao kỳ vậy? Tao tưởng cưới vợ về có thêm người sẽ vui hơn. Bữa giờ hả, không gặp Huệ tao nhớ lắm. Trời, cậu, từ giờ trở đi á cậu không được nhớ ai khác hết, cậu chỉ được nhớ vợ cậu thôi nghe. Cũng phải, mày làm tao nhớ vợ tao quá. À, vợ tao hả, trắng thơm lắm á. Chuyện gì hả? Thì đang ở ngoài sân chơi nè, tự nhiên anh nhớ vợ quá. Em lúc nào cũng ở bên cạnh anh mà. Vợ, bây giờ mình đi ra ngoài sân, mình chơi, nhảy cò cò với tụi thằng Thành con Huệ nha. Thôi đi, em không chơi đâu. Ôi, vui lắm á, vợ ra chơi đi. Em mệt lắm, em cũng có chơi đâu. Anh không chịu đâu, anh muốn vợ chơi chung mà. Em đã nói là em không muốn chơi mà. Không, anh muốn là có em chơi chung mà. Anh muốn có em chơi chung với anh. Chơi chung đi. Ôi trời ơi, tôi hồi hộp quá. Trông con về coi nhà chồng đối xử với nó ra làm sao á. Người ta đã bỏ tiền ra làm một cái đám cưới nó rỡ ràng, đã biết người ta quý trọng con dâu cỡ nào rồi. Cái quan trọng là con mình phải sống làm sao cho phải đạo bên chồng kìa.
Ý, tụi nó về rồi kìa ông. Dạ, con chào ông bà. Cảm ơn tụi con nha. Thưa ba má, vợ con mới về. Dạ chào ba, chào má. Tụi con về, ba má mừng rồi. Quà cá mình chỉ cho mất công. Thôi đi, con nó cất công lên đến đây rồi thì ba má nhận. Nhưng mà cái là nhớ đem phần nửa gì cho chị xui nha. Không, hai đứa ngồi vô đây chơi ha. Hai đứa ngồi đi con. Đúng rồi. Sao rồi, hai đứa có vui không? Dạ vui lắm má. Ảnh lo cho con đủ thứ hết. Con mới về làm dâu cho nên đâu có dám sai người làm. Ảnh kêu mọi người làm cho con hết. Cảm ơn con đã chăm sóc con có ba má nha. Dạ. Ủa mà thằng Thành đâu ba má vợ? Ủa, nó ngoài sân đó. Mà con hỏi nó có chuyện gì vậy? Dạ chơi. Con ra ngoài sân nha. Vợ ngồi đây nghe. Thưa ba má con đi. Thành ơi. Ủa, gì kỳ vậy? Khi không có tự nhiên nó bỏ vợ nó ở đây rồi nó ra nó kiếm thằng ở đợ nó chơi là sao? Ảnh tốt với cái ăn người ở lắm ba. Chắc là do ảnh không có anh em cho nên là ảnh thích chơi với mấy người đó lắm. Mà nè, con nói thiệt cho ba má nghe đi. Bên chồng đối xử với con sao vậy? Sao má thấy có cái gì đó nó kỳ kỳ? Chồng của con á, không có được bình thường. Không được bình thường là sao? Chồng của con á, có vấn đề chỗ này nè. Là bị khùng khùng á má. Trời ơi, con đừng có nói bậy. Chồng con nghe được đó không có vui đâu đó. Con không có nói bậy. Tấn. Dạ. Nghe mà hỏi. Nếu như con trả lời thiệt thì ba đồng Đông Dương này mở cho con. Dạ. Vậy mà hỏi đi, con trả lời luôn. Cậu chủ của con có vấn đề gì đúng không? Tại sao suốt ngày không thấy làm gì hết, chỉ đi chơi với thằng Thành con Huệ suốt vậy? Dạ. Nói đi. Mợ không cho ai biết đâu. Mợ hào phóng với con như vậy thì con nói thiệt cho mợ biết. Nhưng mà mợ không nói với ai, là con nói cho mợ nghe nha. Bà chủ biết giết con chết. Rồi, mợ hứa. Nói đi, mợ không nói cho ai biết đâu. Lúc sinh cậu chủ ra bị ngợp ối, cho nên chỗ này cậu chủ có vấn đề. Ý con nói là cậu chủ của con bị khùng hả? Cái này con không có nói nha. Cái này là mợ gà con nói nha. Thôi, con biết đâu thôi. Nè. Ngợp ối, thiếu máu não, là thiểu năng sao? Ơi, con đừng có nghe mấy bọn gia đình xấu mồm xấu miệng. Tụi nó ganh ghét cho nên nói bậy. Thế vợ chồng con lục đục với nhau. Nhưng mà thấy thằng Lương nó cũng bình thường lắm mà. Má à, con dù sao cũng được ba má dạy dỗ, có học thức. Mặt mũi con cũng có thua kém gì ai đâu. Tại sao con phải chịu đựng một người chồng ngu ngơ khờ khạo như vậy? Cho dù nhà chồng con có giàu đi chăng nữa cũng đâu có nghĩa là con sẽ được hạnh phúc đâu má. Con à, con bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó. Có gì từ từ mình giải quyết nha con. Má. Má. Hay là má cho con ly dị nha má. Rồi con sẽ tìm một công việc nào đó, con sẽ kiếm tiền để cho má trả nợ cho anh hai. Chứ con chịu đựng mấy ngày qua con phải dồn nén, con không thể nào chấp nhận một người chồng như vậy đâu má. Ly dị à? Không được, mới lấy chồng chưa được bao lâu mà đòi ly dị. Con sẽ không sợ người đời đàm tiếu, nhưng má sợ người khác dị nghị lắm. Dù sao ba má cũng có mặt mũi ở cái đất này, không lý nào có thể sai lầm gả con cho một người bất bình thường như vậy được. Chứ không lẽ bây giờ má bắt con phải sống với một người chồng ngây ngô như một đứa con nít suốt cuộc đời này sao má? Má thấy thằng chồng con ngây ngô gì mà quá hay. Nó ngây ngô thôi chứ nó đâu có điên. Ngây ngô khờ khạo thì có khác gì một đứa con nít đâu. Còn nít thì mới dễ nắm đầu nó,
con nít thì mới có thể ôm hết sản nghiệp gia đình nhà nó được. Con thử coi, gia đình đó giàu có nứt tường đổ vách, mà nó lại là con một, trước sau gì số tài sản nó cũng sẽ thuộc về nó. Con à, cố gắng bằng mọi giá sinh cho nó một đứa con, con muốn gì mà chẳng được. Số tài sản nó đã thuộc về con rồi, con bỏ nó cũng đâu có muộn. Má, nhưng mà sống với một người như vậy khó chịu lắm, làm sao mà con gần gũi được. Mình mới nhận hơn 50 cây vàng để mà trả nợ cho anh con. Giờ ông đòi ly dị á, lấy đâu tiền để mà trả cho họ chứ. Con à, con đã hy sinh cho anh con rồi, hy sinh cho Trót, ráng chịu đựng chút xíu cho con à. Chị mà thấy á, thằng Lương tuy nó có hơi khù khờ một chút xíu, nhưng mà bên ngoài nó cũng đẹp trai sáng láng mà con. Con cứ nhẹ nhàng chiều chuộng nó, để nó yêu thương rồi say mê con. Lúc đó con muốn gì mà chẳng được. À, đồ cưới hôm trước con có mang về cho má không? Con có đem về hết nè. Nhưng mà má định làm gì á? Mới cưới có mấy ngày, lỡ má chồng con hỏi bất tử. Không sao đâu, con đừng có lo. Má nhờ thợ bạc làm y chang như vậy rồi trả lại cho con. Má chồng con có hỏi thì con cứ đưa ra. Người ta giàu có mà, cho đồ dâu rồi đâu có đồn lại đâu mà con lo. Má làm gì mà thiếu nợ người ta dữ vậy? Rồi ba có biết chuyện này không? Má chơi dây hụi lớn rồi bị người ta giật. Chứ không phải má đánh tướng sắt hả? Cuộc đời con, tương lai hạnh phúc của con cũng vì gia đình mình mà hủy hết rồi. Con còn tiếc gì ba cái vòng vàng hộ thân này chứ. Má cần thì má cứ lấy hết đi. Con đúng là đứa hiếu thảo hiểu chuyện. Má hứa sau này kiếm được tiền rồi má sẽ trả hết cho con. Vợ ơi, vợ. Vợ, đá dế không vợ? Anh mới bắt được con dế nè. Má vợ, đá dế với con không? À thôi, má không có chơi đâu. Hai vợ chồng con chơi với nhau nha. À, con đánh được cho má ra. Vợ, đá dế không? Dạ thưa bà, có khách nè. Chào chị Xuôi. Dạ chào chị. Tôi có công chuyện về việc này nên mới kêu shopper ghé đây để bà thăm chị và con. Có chút quà muốn biếu chị. Mời chị ngồi. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn con. Chị ghé bất ngờ quá. Cũng may tôi cũng vừa về tới đây đó. Mời chị uống nước. Cảm ơn chị. Chị ghé thăm á là quý lắm rồi. Qua cáp chi cho khách sáo. Hơn nữa tôi cũng mới mua một mới cho con dâu kia kìa. Thành à, vô mời cậu M2 ra đây. Dạ. Mời chị uống nước. Dạ cảm ơn chị. Con gái xuất giá tôi mua cho nó đủ rồi. Chị mua làm chi cho tốn kém vậy? Dạ, thưa má mới lên. Thưa má vợ mới lên. Ủa, ba đâu má? Con gái theo chồng, quên ba của mình luôn rồi. Mai mà có con rể nó nhớ. Cảm ơn con nhiều nha. Ba con bận chút việc, không đi với má được. Tôi cũng mới đi về. Hai má con lâu ngày gặp lại, chắc cũng có nhiều chuyện nói. Tôi xin phép ra sau. Chị mấy đứa nhỏ làm một chút chuyện. Dạ. Chị Xuôi à, làm gì làm, cũng phải ở lại ăn với tôi một bữa cơm nha. Dạ cảm ơn chị. Xin phép. Dạ. Ủa má, con cũng đi vô luôn hả? Không, con ở đây tiếp má vợ. Nhớ lấy bánh lấy nước mời má nha hôn. Dạ không sao đâu chị, tôi nói chuyện với Thúy được rồi. Dạ. Tối qua anh ngủ không được ngon, cho nên là bây giờ anh hơi mệt. Má cho anh vô trong nghỉ một chút nha.
Ừ, cũng được. Vậy con vô nha má vợ. Ờ. Nha vợ. Tuy là bạc mạ vàng nhưng mà làm rất là tinh xảo, không khác gì so với nữ trang của con hết. Còn thuốc này á má đặt mua, tuy có hơi mắc chút xíu nhưng mà công hiệu lắm. Hai vợ chồng còn ráng uống nha. Vợ chồng tụi con có bị bệnh gì đâu, tự nhiên sao má bắt tụi con uống thuốc? Đó chỉ là thuốc bổ thôi à. Con thấy chưa, mới cưới về đã cho con cả một hộp nước trang gia bảo. Vậy á, mua sắm cho con quá trời đồ luôn. Ráng sinh một đứa con, mọi thứ ở đây sẽ thuộc về con hết. Nhưng mà má ơi, chồng của con á, dù một đứa con nít vậy. Chính vì nó là con nít nên con sẽ nắm trọn mọi quyền binh trong tương lai. Cả gì cũng sẽ có cái giá của nó hết. Ráng sinh một đứa con, có con rồi á, con sẽ không thấy nó còn là con nít nữa đâu. Đi khám Phước Thiện với Tiến nghe. Con ở nhà sắc thuốc sẵn, đợi má về uống. Má không đi đâu. Lần nào cũng quá gian ghen người ta, làm phiền người ta như vậy. Má ăn ơn trả không hết đâu con. Bà đừng có lo. Mỗi lần quá gian ghen người ta tới bến, tôi đều dắt trái cây lên dựa để trả ơn cho người ta. Sau đó là tôi mới dẫn bà đi khám bệnh. Đừng có ái nái mà. Phần nữa, tôi thấy bây giờ thuốc nam không ăn nhầm ăn nhòi với tôi hết không rồi. Nhờ cái này một chút, cái kia một chút mà má. Má ráng uống thuốc Phước Thiện thêm một thời gian nữa đi. Đợi vài bữa nữa con đi nhổ mạ, lãnh công cấy. Rồi lúc đó có tiền mình hốt thêm thuốc của thầy tôi thêm. Như lại nè, mấy tháng nay không qua lấy thuốc của thầy, bây giờ mà qua chắc thầy rầy dữ lắm. Lần nào cũng vậy, mấy trị dứt đợt hết thuốc thầy không có trị nữa. Thì tại vì mình cứ bỏ thuốc ngang hoài à, thầy giận. Thầy nói vậy thôi, bà không để ý sao? Mỗi lần thầy nói lẫy xong, thầy đều bốc thuốc cho mình, bốc thêm thuốc mà còn bớt tiền nữa kìa. Thầy biết hoàn cảnh nhà mình mà. Má, má đi với Tía đi. Đợi vô mùa rồi, con là chị hai sẽ lo cho má tử tế. Đi bà, để trễ ghê người ta. Để con cộng má nghe. Thôi, thôi. Hôm nay má đi nổi, chứ con đừng cổng hoài, người ta quở. Dạ, vậy để con dìu má. Nhưng mà khi nào má mệt á, má nhớ kêu con để con cổng má nha. Mấy hôm nay sao rồi? Con với vợ con chơi có vui không? Dạ vui lắm á. Bây giờ con mới biết á, vợ chồng chơi với nhau vui hơn bạn bè. Con thích con vợ của con lắm. Nếu con thích như vậy á thì chơi với vợ nhiều nhiều một chút để mau có em bé cho má ẵm bồng. Không được lắm á. Sao không được? Thì cái vụ mà chơi nhiều nhiều á, vợ con nó không thích. Mỗi lần mà con muốn, vợ con nó đẩy con ra. Nó nói mệt, không cho lại gần. Nè, con là chồng thì nó phải nghe lời con, nó phải chiều con, không có được từ chối con. Nhưng mà nó không muốn thì con biết làm sao? Cũng không sao. Chắc do vợ con á mới về nhà mình nên nó chưa có quen. Từ từ rồi nó quen. Thì mình thích làm lúc nào thì làm lúc đó. Nhưng mà nhớ nè, con không có được sợ vợ, nghe không? Thì nghe. Dạ. Ê, má. Dạ. Ngồi đi. Nãy giờ con đi đâu á?
anh đi kiếm em á, ăn bánh nè, bánh này ngon lắm á. Dạ thưa má, nãy giờ con kêu con gái đi hái cho con nồi xong, ở nhà tuần nào con cũng xong giải độc hết á má. Ừ, vậy ha, xong vậy cũng tốt. Nhưng mà nhớ, đừng có thân thiết với lại mấy người ăn kẻ ở, họ cũng nhiều chuyện dữ lắm. Đâu có đâu má, ai cũng vui mà, con thích chơi với mấy người đó lắm. Nè, bánh nè con ăn đi, con nói ngon mà không lấy bánh mời vợ gì hết trơn à. Ờ, dạ má. Ừ? Má cho con hỏi, ủa con Huệ á, nói là bà con làm sao với nhà mình, suốt ngày con cứ nghe chồng con nhắc về con Huệ hoài à má. Ôi, cái con tá điền đó, lâu lâu má cần phụ giúp gì á thì kêu nó qua đây làm, chứ có bà con dòng họ gì với nhà mình đâu. Con ăn xong đi rồi má cho coi sổ sách, để mai mốt má giao lại bớt để con phụ giúp má. Dạ con nào dám, sao má không giao cho anh Lương làm. Từ nào giờ con có biết làm ăn sổ sách gì đâu, lỡ như con làm hư việc của má thì sao. Thôi, nào giờ anh ăn không mà có biết cái gì đâu mà làm. Ờ ha, ờ, chắc do má cưng chiều nó quá. Ờ, thôi cứ để từ từ, rồi má sẽ chỉ dạy lại rồi giao cho chồng con. Hay là má giao cho con Huệ với thằng Thành đi, xong tụi nó chỉ lại cho con. Ừ, giống như cái hồi mà làm cô dâu chú rể á, là con biết ha. Ui da. Ôi má ơi, chồng con nói vậy là sao vậy má? Ờ thôi, giờ má đi công chuyện. Con có muốn mua gì không? Má mua luôn. Ờ, dạ con cảm ơn má. Má đi ạ. À. Dạ. Em đang khó chịu lắm, anh đừng có đụng vô người em. Bộ giờ bệnh hả? Để lấy thuốc cho vợ uống nha. Em không có bệnh hoạn gì hết, em chỉ là đang khó chịu thôi. Vợ khó chịu? À, vậy thì anh sẽ múa cho vợ coi là hết khó chịu liền. Vợ quay ra đây coi anh múa nè. Quay ra đây. Vợ. Vợ. Bộ chồng múa xấu lắm hả? Con Huệ nó múa đẹp lắm á. Huệ, 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 sao suốt ngày chỉ biết nhắc tới con đó vậy? Thì tại anh thích nó. Anh, vợ đừng có giận nữa, đừng có giận nữa nha. Chồng thương, chồng thương. Em đã nói là em đang khó chịu rồi, sao em cứ sớ đó trước mặt em hoài vậy hả? Anh đi ra ngoài cho em nghỉ ngơi được không? Không, chồng sao mà để cho vợ một mình lúc khó chịu vậy được, đúng không? Đâu có để gì được. Ơi, buông ra đi. Bây giờ anh không ra ngoài đúng không? Vậy thì tôi đi. Mẹ. Vợ. Đẹp quá à. Em. Thôi, để mấy cái này mai mình làm. Giờ đi ngủ đi. Anh, đợi chút. Nhưng em muốn mở quà liền, còn người ta tặng mình gì? Quà của mình thì còn ở đây, có mất đâu. Sẽ không đếm tiền mừng trước đi. Ba má hứa là cho vợ chồng mình toàn bộ số tiền mừng. Tiền mình còn ở đó, chừng nào đếm mà không được. Thì quà này của vợ chồng mình chừng nào mở mà không được. Nhưng mà tính em tò mò, muốn mở liền à.
Rồi ông để quà ở trên giường mình vậy á, chỗ đâu nhà chồng mình ngủ? Thì em dọn gọn qua một bên chứ khó khăn gì đâu. Em mở chút xíu nữa thôi ha. Nè thôi. Để em mở quà chút nữa đi mà ha. Nè. Quá. Cặp chim này đẹp quá nè. Chồng ơi, anh có thích không? Thích. Dạ anh thích thì anh cũng phải thích chứ. Chồng em thiệt là tuyệt vời. Để em mở thêm một hộp quà nhỏ nữa nha. Chồng để em chút xíu nữa thôi ha. Mở nữa ha. Quá. Cái dòng này đẹp quá à. Có khắc tên chữ B với lại chữ H nè. Tên hai vợ chồng mình á. Em chắc chắn đây là quà của ba má luôn á. Anh. Hôm nay người ta mệt, chồng cũng mệt. Ngày mai chồng hết. Làm cái gì vậy? Em đang ngủ mà. Dạ của vợ đẹp quá nên anh muốn hôn. Em đang mệt lắm. Ngồi cho anh hôn chút đi ngủ nha. Em đã nói là em đang mệt, muốn khác được không? Anh không chịu đâu, anh muốn hôn liền bây giờ à. Anh muốn hôn vợ nè, liền. Nè. Anh làm cái gì vậy? Em nói mà anh không hiểu hả? Em nói là em đang mệt, sao anh phiền phức quá vậy? Xin lỗi. Em cấm anh đụng vào người em đó. Nếu như mà anh còn như vậy nữa, em đi ra ngoài ngủ. Anh có quà cho em nè. Chồng yêu tặng cho em cái gì vậy? Em mở ra coi đi. Anh muốn trong phòng riêng tư của hai vợ chồng mình á, em mặc những chiếc váy giống vậy nè. Kỳ quá anh ơi. Có gì đâu kỳ. Để anh tha cho em nha. Từ từ đã anh. Em sao vậy? Tối qua em cũng từ từ, bây giờ em cũng từ từ nữa. Tại vì mình cưới gấp quá, nhiều chuyện dồn dập vô nên là em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi thêm. Với lại em chưa có chuẩn bị. Nghỉ ngơi hả? Phải không đó? Vậy à, để xin phép ba má đưa em đi hưởng tuần trăng mật nha, chịu không? Dạ được. Biết đâu ra đó đổi không khí sẽ lãng mạn hơn. Bây giờ em đi ngủ để lấy lại sức.
Chứ em mà mệt bèo nhèo khó coi lắm, ra đường người ta chê vợ anh xấu ráng chịu à. Chứ biết sao giờ, chẳng lẽ anh chủ động hùng hổ tấn công em? Em cho anh ôm chút đỡ ghiền thôi, chứ anh mà tấn công em giận anh luôn á, hỏng trong mặt trăng vàng gì luôn á. Em đi ngủ. Vợ, anh kêu vú sáo nấu chè yến chứ vợ ăn tẩm bổ nè. Vậy vậy ăn đi. Ăn liền đi cho nóng nha, chồng cũng ăn rồi. Em không ăn đồ ngọt, mập lắm. Vậy sợ mập xấu hả? Vậy thôi đừng ăn. Ngày mai á, chồng kêu vú sáo nấu chè không bỏ đường. Chè không đường thì đâu phải gọi là chè. Vậy hả? Chè không đường chè không mập đó. Dễ dàng đi. Quang hô, vợ chịu ăn chè rồi, vợ chịu ăn chè rồi. Nước đi. Uống nước đi vợ. Vợ. Vợ còn nhức tay không? Để chồng bóp tay cho vợ ngủ nha. Anh đúng là có hơi ngốc, nhưng được cái thiệt tình, đời mình coi như tạm an ủi vậy. Dù sao cũng cảm ơn, nhờ số tiền của chồng mà anh trai của em không phải đi tù, không phải trốn chui trốn nhủi. Vợ ơi, vợ vui rồi hả? Chồng thấy vợ cười kìa. Nhìn kỹ chồng cũng đẹp trai. Thiệt hả? Vợ khen chồng đẹp trai. Ủa, chồng đi đâu vậy? Chồng đi cưa kiến. Lưu Phan, anh mãi là kỷ niệm đẹp trong trái tim em. Giật cái mình à. Trời, hôm nay quẩn hả? Anh biết mà, anh biết hôm nay hai bác đi khám Phước Thiện rồi, cho nên anh mới qua nè. Nè, anh biếu bác gái ít bánh, ăn lấy thảo. Cái này là gì vậy? Trời đất ơi, cái bánh này ngon với lại mắc tiền lắm. Ở đâu anh có vậy? Mợ hai cho anh đó. Sao anh không để dành ăn đi? Thôi, không thấy tướng anh như con trâu hả? Ăn cũng có vậy thôi, đâu được cái gì đâu. Bác gái bị bệnh á, bác gái ăn cái này. Mà cái này mà chấm sữa vô nữa nha, là ngon dữ thần lắm á. Mợ hai tốt với anh quá ha. Ừ, anh thấy mợ hai chưa làm mít lòng ai vợ hết trơn. Còn chuyện mà tốt hay không thì để thời gian mới biết được. Cái này á là mợ hai trả công anh dò la tin tức cậu hai đó. Tin tức là chuyện... Trời đất, đừng nói với em á, là anh nói thiệt rồi nha. Thì giờ cậu hai có làm sao thì anh nói vậy thôi. Trời đất ơi, anh nói như vậy á là mợ bỏ cậu luôn á. Từ 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 từ, chưa có cái gì hết mà gối lên rồi. Anh chỉ nói với mợ á là cậu hai hiền lắm, ai mà chọc cậu hai giận á thì cậu hai mới giữ với người ta thôi.
Với đáng lý ra là cậu hai sẽ là rất thông minh nè, rất là tài giỏi. Mà tại vì bà chủ cứ bắt nhốt cậu hai ở trong nhà hoài, không cho cậu hai chơi với ai hết, cho nên cậu hai mới đâm ra chậm chạp vậy thôi. Nếu bây giờ mà có mợ hai về nè, mợ hai biết yêu thương chăm sóc cậu hai á, thế nào cậu hai cũng trở lại bình thường. Đó, anh nói vậy mà. Anh nói vậy hay quá à. Chưa cái gì hết là. Cảm ơn gói bánh của anh Thành nha. Không mấy để vài bữa nữa anh đưa cái mệnh của anh qua cho Huệ nghe. Chú con gái mà đập cái mệnh rách như vậy tội nghiệp lắm. Má, má dậy uống nước đi má. Nước sâm hả con? Dạ không phải, cây này là nước rễ chanh, mía lau với lại lá dứa. Má dậy đi, uống cho khỏe nghe má. Đây, để con đỡ má. Nè, má uống đi má. Má uống xong rồi hả? Mang bánh tay nghe, bánh này ngon lắm luôn á. Nghe. Trời, cái bánh này mắc tiền lắm, sao cũng mua nổi. Thì má cứ ăn đi. Ăn đi má. Nhưng mà hổm rày á, cái miệng má lạc nhách nè, ăn uống không cảm giác gì hết trơn à. Thì ráng ăn miếng đi. Sao má? Ngon đúng không? Bánh này ngon à. Thấy chưa, con nói mà, má chỉ bị lạc miệng thôi chứ má đâu có bị làm sao đâu. Nhưng mà con thương nói cho má biết, mình không có bánh này vậy. Dạ, của mợ hai cho con. Ủa, mợ hai cho á thì cho thằng Thành, còn dính dáng gì mà mợ hai cho con? Dạ thì cho anh Thành. Lấy cho má ăn cái nữa. Dạ. Nè má. Má sao vậy? Ê, má. Kìa ba. Má. Ba. Má. Má làm sao vậy? Ba. Má. Ê. Má. Kìa. Má bị làm sao vậy? Ba ơi. Má. Sao vậy? Má. Má bị làm sao vậy? Má. Má ơi. Má ơi. Má. Có chuyện gì thì ông cứ nói đi, tôi đâu có rảnh mà ngồi đây cho ông hầu. Dạ thưa bà chủ, gia cảnh tôi thắt ngặt quá, cho nên bữa nay tôi làm gan qua mượn bà chủ mấy đồng bạc. Mấy đồng là mấy đồng? Dạ xin bà chủ cho tôi mượn 5-10 đồng gì đó. Vậy thì ông lấy gì thế chấp cho tôi? Còn nếu như tính lời thì chừng nào ông mới có tiền trả lại? Cho ông vay tiền, nhắm mắt thôi tôi cũng biết á, là tôi nắm dao đặng lưỡi rồi. Dạ thưa bà chủ, tôi tuy nghèo nhưng từ trước tới giờ tôi chưa có thiếu bà chủ vả lúa nào. Tôi đã mượn á thì có sống chết gì á tôi cũng trả cho bằng được. Bây giờ tôi không có cái gì để gán chấp hết. Xin bà chủ thương tình cho tôi vay bạc 12 giống như là bà chủ đang cho người khác vay vậy. Tôi đội ơn bà chủ. Tôi cho người ta vay bạc 12 là vì người ta vay để mua bán làm ăn. Tôi thấy người ta có lúa, tôi mới cho mượn gạo. Cho vay bạc 12 tôi nhắm thu lợi dễ dàng. Còn cho ông vay bạc 12 mà nhắm thu lại là khó khăn, tôi đâu có cho giá đó, tôi cho cao hơn à. Dạ bà chủ tính bạc bao nhiêu ạ? Tôi tính cao hơn, liệu ông vay có trả nổi hay không? Dạ tôi đã vay thì sẽ trả, đời tôi trả ông hết thì đời con đời cháu tôi trả. Vậy thì tôi làm khế ước, ông điểm chỉ vô đó nha. Tôi cho vay bạc 20, một đồng vốn cộng một đồng lời hàng tháng. Trời đất, gì dữ vậy bà chủ? Chịu thì chịu, không chịu thì thôi à. Dạ
Dạ. Dạ bà chủ tính nhiêu tôi cũng chịu. Chợ là người phải hy sinh, chịu đựng rất nhiều. Hàng ngày phải nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo tất cả bữa ăn cho nhà chồng. Vụ này Thúy không có làm. Lại còn phải chịu đau đớn khi sanh nở, cực khổ nuôi nấng con thơ. Cho nên ta phải... Trời ơi, tội nghiệp vợ quá vậy. Tội nghiệp vợ quá. Anh sao vậy? Hả? Có con gì bay vô mắt anh hả? Không. Hay là anh bị nhậm? Để anh, coi coi. Anh không có bị gì hết á. Anh khóc rồi. Sao anh khóc? Ai chọc chồng em? Không có. Anh đang đọc sách nè. Xong anh thấy làm vợ cực khổ, hy sinh nhiều, cho nên anh thương vợ anh khóc. Đúng rồi. Làm vợ cực khổ lắm đó. Cho nên là anh phải biết thương em nhiều đó. Anh thương mà. Anh thương vợ nhiều lắm. Nhiều cỡ nào? Nhiều cỡ này. Nhiều cỡ này. Nhiều cỡ này. Nhiều cỡ này nè. Cỡ này. Cỡ này. Cỡ này luôn. Ừ. Tại vì vợ là người phải hy sinh rất là nhiều, cực khổ đau đớn hàng ngày, và phải nấu nướng, chăm lo tất cả mọi thứ, nấu nướng các bữa ăn cho nhà chồng. Chưa hết nha, vợ còn phải đau đớn, cực khổ khi mà sanh nở nữa, còn cực khổ chăm sóc cho con thơ. Cho nên chúng ta phải thương vợ nhiều cỡ này. Chúng ta phải thương vợ nhiều cỡ này nè. Tựa như con thuyền giữa dòng sông mãi lẻ loi lên đền, làm sao dừng lại bên bờ hạnh phúc kiếm tìm. Ai thấu cho phần phụ nữ cứ mãi những lúc bình. Trời đất ơi, cái bánh này ngon như lại mắc tiền lắm. Ở đâu anh có vậy? Mở hai cho anh đó. Sao anh không để dành ăn đi? Thôi, không thấy tướng anh như con trâu hả? Ăn cũng có vậy thôi, đâu được cái gì đâu. Bác gái bị bệnh á, bác gái ăn cái này. Mà cái này mà chấm sữa vô nữa nha là ngon dữ thần lắm á. Tình yêu đầu đời cũng đành chung nhau nín lặng. Ngon đúng không? Đã khiến cho thấy chưa? Con nói mà. Chị bên nào cũng vậy thôi, chứ má đâu có bị làm sao đâu. Anh đang đọc sách nè, xong anh thấy làm vợ cực khổ, hy sinh nhiều, cho nên thương vợ. Đúng rồi, chị bên nào cũng vậy thôi, làm vợ cực khổ lắm đó. Cho nên là anh phải biết thương em nhiều đó. Tôi công việc làm còn không kịp thở, với lại giờ cậu có mợ rồi, tự nhiên tôi vô trong đó vô duyên lặng nhắc. Biết vậy tao thèm cưới vợ. Thôi giờ tôi tính vậy. Không sao. Con mình nó lỡ vợ khiếm khuyết vậy, thôi thì giờ mình buồn bủa cho thằng rể đi mà thấy sao. Chị cũng được đó. Nếu như buồn bủa mà con nó được hạnh phúc á, thì bù bao nhiêu tôi cũng chịu hết á.